cái thời mà Việt Trinh còn học trong trường điện ảnh mà lúc đó Trinh không có được học hệ A mà học hệ B là phải đóng tiền là chung lớp với lại Cát Phượng nè, Thái Sang. Thì lúc đó là lớp của anh Lý Hùng á, với chị Diễm Hương, với chị Mộng Vân là hệ A là học ở trên lầu, Việt Trinh với lại các bạn học ở dưới. Trời, hệ B là học ở dưới đất vậy thôi. Dưới đất vậy đó. Hệ A ta học trên đầu mình. Đúng vậy đó. Rồi, vậy đó. Rồi cái hả? Nói hết luôn ha. Thích lắm. Tối ngày á là nghỉ giải lao á là bắt đầu đi lên rình cái lớp của anh Lý Hùng để được nhìn anh Lý Hùng với chị Diễm Hương với chị Mộng Vân. Lúc đó trời ơi nhìn thích lắm. Mà anh Lý Hùng lúc đó là hả, trong lớp đứa nào cũng mơ ước là được anh Lý Hùng đói hoài tới, được anh Lý Hùng á hả nhìn cười một cái thôi là hạnh phúc, tối vậy cũng không được rồi đó. Đó. Xong cái là Việt Trinh lúc đó là mỗi lần mà có phim mà quay á thì các đạo diễn với phó đạo diễn đi hay đi vô trường điện ảnh để chọn diễn viên. À, lớp anh Lý Hùng á người ta hệ A mà Nghĩa, người ta được chọn ngay chính vai phụ. Ừ. Còn hệ B thì những cái vai là dạ lớn lắm chị. Lớn lắm. Dạ lớn. Dạ lớn lắm. Hồi xưa gọi là ti nu. Tì, nu. Là tỳ nữ là tỳ nữ đó. Có nghĩa là đi vô chọn là chọn tỳ nữ với à, là anh nhớ sĩ, rồi, em gợi ý là anh nhớ rồi, nhớ phim đó rồi, đó. Rồi đúng rồi. Xong rồi cái mà Việt Trinh hên lắm. Tì cái mặt cũng dễ thương, tướng tá cũng cao, lúc nào cũng được ti nu chính. Á à, tỳ nữ chính. Tỳ nữ chính thí dụ người như là đi đầu quá. Đúng rồi. À. Có nghĩa là thí dụ như là nguyên một cái bối cảnh là vua với lại công chúa hoàng hậu đồ ngồi á là những cái người mà đứng quạt á, quạt tỳ nữ đứng quạt, xong rồi quân lính và quân sĩ đứng dậy phải không, là Việt Trinh lúc nào cũng tỳ nữ chính đứng quạt kế à, đứng kế Diễm Hương lúc nào cũng đứng quạt cho Diễm Hương như nè, quạt muốn chết luôn á, quạt dữ lắm, quạt cả năm trời quạt, quạt muốn chết luôn không, quạt mà cái này còn cái này mới là ghê nè. Quạt còn rớt đồ nữa quý vị. Đó, cái đó. Vậy là một phim gì? Rớt đồ. Vậy là phim gì? Lửa cháy thành đại la. Yeah. Đây, bây giờ Việt Trinh nói mình phải nói hết luôn. Lý Hùng cái nhận định hôm nay Việt Trinh nhắc lại Lý Hùng phải nói là gì? Cái nhận định Lý Hùng rất là hay. Khi mà Việt Trinh đóng Lý Hùng đóng vai là vai chính tráng sĩ trong bộ phim đó là Việt Trinh là cô tỳ nữ cầm cái khay rượu vô để mời Lý Hùng mà đại nghĩa biết không? Run tới nỗi mà rớt luôn. Chắc giờ anh đẹp trai có run. Khi đó rớt luôn xong mà khi mà cái người mà đạo cụ em ha, người đó nói trời ơi cái đồ này đồ cổ nguy hiểm quá vậy, đó là một la cô này mà thậm chí là muốn bắt đền nữa đúng không em, bắt đền nữa, phải bắt đền luôn, bắt đền luôn thì Lý Hùng mới nói không được đâu, thôi tội nghiệp quá cô này, cổ mới vô nghề cổ rung mà chắc lẽ là gặp Lý Hùng hay sao đó à đúng không, nhưng mà thôi mình mới nói là thôi anh ơi thông cảm đi, mà Lý Hùng mới nhận định một câu là cô này tại sao lại chọn cái vai tỳ nữ, cổ lại xinh đẹp quá có nhiều vai để làm, thì mình nói là cô này có khả năng cổ sẽ người nổi tiếng. Và hôm nay cái nhận định Lý Hùng có đúng hay không mà tới hôm nay người đứng bên tôi lại quá nổi tiếng. Dạ. Yeah. Yeah. Đó là những cái bước khởi đầu của chị Trinh và anh Hùng không ạ? Có nghĩa là cái thách thức nó nằm chỗ này là anh Bạch nghĩ không? Mình Trinh muốn nói cái thách thức khi mà mình muốn đến một cái nghề của mình mà mình yêu thích, cái thách thức nó nằm chỗ này. Có nghĩa là khi mà cái số của mình nó chưa được may mắn như Lý Hùng là ảnh được sinh ra trong một cái gia đình mà có con nhà nồi và coi như là có chú Lý Huỳnh là một nghệ sĩ lớn và coi như là đường đến với lại cái nghệ thuật nó nhanh hơn. Còn mình là một người gia đình không có nội giống là nghệ sĩ, cho nên là thật sự với Nghĩa lúc đó đó là đi đóng quần chúng á khổ lắm các bạn. Nhiều khi á là giống như vật vờ cái kêu cái là chạy, nhiều khi mình cũng không rành mặc mấy cái đồ xưa, chạy cái là bị mấy chị phục trang á, con nhỏ này cột cái dây coi hư đồ tao đền mày bây giờ nghe chưa, nhỏ này tao ghét lắm, mai mốt đừng có cho đóng quần chúng gì mà chảnh chẹ này kia, nói chung là bị chửi về phục trang. Còn về chuyện nãy kể Lý Hùng á là tại vì cái bình đó là bình cổ, bình đó là bình cổ mà lúc mà thử á là thử cái mâm không à, lúc mà diễn thử là thử cái mâm không, thì diễn thử được hết rồi, nhưng mà khi mà quay thiệt có cái bình cổ để lên á thì bên thiết kế lúc đó vì Trinh nhớ là họ không có đổ nước vô, họ để cái bình không cho nên cái bình nó rất là nhẹ, nó không có sự cân bằng. Thì khi mà vì Trinh quỳ xuống dâng lên vua, lúc đó là chú Lê Cung Bắc với anh Lý Hùng đóng cái bối cảnh đó thì Trinh đưa lên thì cái bình đó nó không có nước bên trong, thế là nó nghiêng nó đổ. Mà các bạn biết không, lúc đó hả Trinh bị nguyên một ekip thiết kế á chửi Trinh giữa hiện trường. Thật sự lúc đó là Trinh đứng Trinh khóc tại hiện trường luôn, cho nên biết là các bạn biết cái thách thức, cái thử thách mình nó là như vậy á. Nếu như lúc đó mà Việt Trinh không thể chịu nổi với những cái lời miệt thị hay những lời chửi bới của những người trong ekip đoàn là không bao giờ đi đến nghề hôm nay được. Bởi vì quá đam mê, chửi là mày nghĩ mày là cái gì? Mày á, bữa nay mày phải đền cái bình này cho tao. Mà lôi Trinh đi vậy nè, lôi xịt đi vô trong chùa để gặp sư thầy để mà đền cái bình cổ. Lúc đó Trinh muốn quỳ lại luôn mà kể đó là cũng còn xúc động á.
lúc đó nghèo quá. Có người bên mà. Không Trinh phải. Ơi. Không lúc đó là cái thật đó sự. Đó là cái thử thách của tổ nghề dành cho em. Đúng. Bởi vì cái cảm xúc em rất là nhạy và cái người chuyên nghiệp người ta phải nhìn thấy diễn viên điện ảnh phải chân thật, phải nhạy bén như đó, vậy. Không em có không? Nghĩa là mình á, nếu như lúc đó mà mình chỉ đến với cái công việc của mình, với nghề nghiệp của mình một cách mà cưỡi ngựa xem hoa, mình không khe, ok, bỏ, tôi đi về, tôi không cần làm. Nhưng mà lúc đó đó mình bị mắng, bị chửi, nhưng mà mình về mình suy nghĩ, mình đau lắm. Tại vì lúc đó cũng may là có chú Lê Cung Bắc với Lý Hùng á đứng ra là che chở giùm. Chú Lê Cung Bắc cũng đóng cảnh nói chung với Lý Hùng luôn. Chú Lê Cung Bắc cũng nói là tội nghiệp nó quá, tụi bay không có chịu đổ nước vô, cho nên mới bị vậy. Lý Hùng nói thôi em đừng có buồn, đừng buồn. Nhưng mà thật sự chú Lê Cung Bắc á, thì mình biết chú Lê Cung Bắc là giúp mình thiệt. Tại vì đó là một người chú, một người anh. Nhưng mà Lý Hùng lúc đó là có phần hơi dê. Ủa có cái vụ đó nữa hả? Có. Tại sao mà không vậy có... nè, chú Lê Cung Bắc... Em nói dê, hơi dê. Dê thì nó ý kỳ lúc quá, đó mới 17, có cảm tình. Lúc đó mới 17, 18. Đúng. Trời ơi, Việt Trinh đẹp mơn mởn. Ôi trời ơi, tóc thì dài tới đây. Phòng đẹp quá. Anh Lý Hùng lại vậy nè, thay vì nếu gặp chú Lê Cung Bắc nè. Thôi con đừng buồn nha. Con đừng buồn ha, em thôi em đừng buồn. Còn anh Lý Hùng... Em đừng buồn nha, đừng buồn. Nó khác đúng không các bạn? Nó khác. Tại sao mình là cái ôm đó nó có ép phê. Tại sao một câu nữa là tại sao có cử chỉ đó? Là cái cảnh nó quay để Lý Hùng nó giờ Liệp Trinh nó phải nói thẳng luôn là có một phần lỗi của Lý Hùng là khi bưng cái khay rượu ra là xin mời tráng sĩ uống đúng nước rồi, và ngước mặt lên gặp Lý Hùng rất bum. Tại sao cái gì? Đẹp trai. Tại sao? Đẹp tại trai. Vì tôi quá đẹp trai, quá phong độ, đúng không? Trời đất ơi, dạ thôi. Thưa quý vị, và câu chuyện điện ảnh về Lý Hùng Việt Trinh sẽ được phát trong tập tiếp theo. Xin mời dạ. Xem.